10 giờ trưa, nhặt đầy một bịch chai, chị Lê Thị Kim Thanh, 47 tuổi bê lên chiếc đạp cũ, dùng dây chằng cẩn thận rồi chở về bãi đất trống được người ta cho để nhờ rồi phân loại từng món một, vài ngày nữa sẽ mang đi bán. Vừa ngơi tay, chị nhanh nhảu về căn phòng trọ, rộng 10 mét vuông ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cắm nồi cơm để 12 giờ trưa, con trai cả về ăn, chiều lại đi làm. Tôi có đến 3 đứa con trai, nhưng giờ tôi chỉ sống với đứa lớn. Đứa thứ hai bỏ đi hơn 9 năm rồi. Tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Còn thằng út, vì nghèo quá, tôi cho người ta rồi, chị Thanh khai mạc câu chuyện của mình, nước mắt rưng rưng. Năm 1992, chị Thanh lên duyên bà xã chồng với anh Tùng, hơn bà xã 7 tuổi, sinh được 3 người con trai lần lượt sinh năm 1993, 1994, 1998. Sống với nhau hơn 7 năm, bà xã chồng chị ly hôn. Cả bà nữ và chị Thanh đều không có chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Bà nữ cho biết, may mắn, anh công an khu vực ở đó biết hoàn cảnh mẹ con bà nên đã tạo điều kiện. Con bé dại, thế hệ sinh xong, tôi không làm được gì cả. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà phụ thuộc vào công việc nhặt chai, bán vé số của mẹ tôi, chị Thanh nhớ lại, mắt nhìn mẹ là bà nữ năm nay đã 83 tuổi như muốn nói cảm ơn mẹ. Một lần, bà nữ đi bán vé số ở khu vực chợ lớn, quận 6 thì gặp người cớ. Người này thấy bà đã lớn tuổi mà hằng ngày vẫn đạt đi bán vé số kiếm sống nên hỏi thăm. Bà nữ kể hoàn cảnh của con gái mình cho người chơi. Bà ấy nói, nếu nghèo quá thì đưa một đứa cháu cho tôi nuôi giúp, bà nữ đồng ý với người chơi. Bà nhanh nhảu đạt từ quận 6 về quận 12 bàn với con gái, Đinh Ninh, rồi đây, cháu mình sẽ có giấy tờ tùy thân và được đi học. Tôi là trẻ mồ côi, sống lang thang từ bé dại nên không có giấy tờ tùy thân. Lấy ba con Thanh cũng không có nhà cửa, giấy tờ gì. Thằng Tùng cũng cùng hoàn cảnh. Thành ra, ba đứa cháu ngoại không có đứa nào có giấy tờ. Nhà họ có nhà, có hộ khẩu, có của ăn của để, lại là người đàng hoàng, cháu tôi vào đó ở sẽ rất tốt, bà nữ giải thích về quyết định của mình. Chị Thanh ban đầu không đồng ý với mẹ. Chị khẳng định, nghèo nhưng mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sau đó, chị bị mẹ thuyết phục vì câu nói, mẹ con mình không có giấy tờ tùy thân nên thiệt đủ đường. Đến đời con trai con sẽ phải khác đi. Trong ba người con của chị Thanh, người chơi bà nữ chọn nuôi cậu con út là bé Tờ. Lúc đó, thằng bé thế hệ 4 tuổi. Cháu không muốn rời mẹ đâu. Tôi phải dụ, qua nhà bên đó, con sẽ được ngồi máy, đi chơi công viên, ăn đồ ăn ngon và được đi học. Thằng bé thích lắm, bà nữ nhớ lại thời điểm trao cháu ngoại cho bố mẹ nuôi của bé. Còn chị Thanh phải sang nhà hàng làng trốn cho bé Tờ không nhìn thấy. Chị Thanh cho biết, chị rất yên tâm về con trai út. Điều chị lo bây giờ là con trai cả và mong tìm được con trai thứ hai bỏ đi 9 năm trước. Sinh con ra mà tôi không nuôi nổi con, chị Thanh tự trách mình. Những ngày sau đó, mẹ con chị thay phiên nhau đạp đến quận 6, đứng nhìn bé Tờ từ xa, một phần để quan sát nhà bên kia có yêu đương con không, một phần cho dơi đi nỗi nhớ. Mới đầu, thằng bé nhớ mẹ, nhớ bà nên khóc nhiều lắm. May mắn, nhà bên đó họ yêu đương con. Về bên đó được mấy tháng, con được đi học, được mua rất nhiều đồ thế hệ, chị Thanh kể, ánh mắt hạnh phúc. Hiện bé Tờ đã 19 tuổi. Em đang học đại học. Em đã được bố mẹ nuôi nhập hộ khẩu, làm được chứng minh nhân dân. Dăm bữa nửa tháng, chạy máy về lại phòng trọ của mẹ để chở bà và mẹ đi chơi. Chị Thanh cho biết, rất vui và thấy quyết định cho đi cậu con trai út 15 năm trước là đúng. Thằng bé đã có giấy tờ đầy đủ rồi, người mẹ sinh năm 1972 nói. Điều chị lo bây giờ là cậu con trai lớn, đã 25 tuổi nhưng chưa có chứng minh nhân dân. Không có giấy tờ tùy thân, thằng bé chỉ đi làm những công việc chân tay. Công việc vất vả nhưng thu nhập không bao nhiêu, các cơ chế cũng không có. Rồi tới đây, không biết tương lai thằng bé sẽ ra sao, chị Thanh lo lắng. Ông Phạm Quý Định là cán bộ công an nghỉ hưu. Biết câu chuyện không có giấy tờ của mẹ con chị Thanh, ông đứng ra giúp đỡ. Bước đầu, ông đi làm thủ tục nhập hộ khẩu ở quận 12 cho mẹ con chị Thanh, sau đó sẽ làm các bước tiếp theo là làm giấy chứng minh nhân dân. Ông Định đã đến công an quận 12 nhờ giúp đỡ.
cán bộ lãnh đạo đã yêu cầu ông phải làm các thủ tục như tờ khai nhân khẩu, xác nhận tạm trú, ký bảo lãnh của chủ hộ cho nhập hộ khẩu, nhưng đã có nhiều bất cập vì mẹ con chị Thanh không có giấy tờ tùy thân. Một điều khó nữa là chưa có ai đồng ý để cho mẹ con chị Thanh nhập hộ khẩu. Bây giờ, cái quan trọng nhất là có người chấp nhận cho mẹ con họ nhập hộ khẩu vào gia đình, nhưng sợ hơi khó. Trường hợp này có thể nhập hộ khẩu ô kiểu du di. Tôi mong sẽ làm được giấy tờ cho họ, ông Định nói.